Đây rồi, buổi sáng này xin chào tất cả anh chị em nhé. Đây có một số anh em thì cứ nói là tôi còn trời mòi không, thì hôm nay ra vườn mới thấy cái bì này anh em ạ. Cái bì này thì trước đây tôi có đào ba cây nhỏ đấy, thì tôi có trồng nó vào một cái bì đấy, trồng chung luôn. Bì 3 năm với cả thường thường người tôi giao lưu tôi cũng không muốn tách nó ra. Thì để này thì về thì khi nào mà mình tách thì mình lên chậu luôn anh em ạ. Rủ về anh em tháo cái bì này ra, đưa vào một cái chậu thì anh em tách này ra để một ít bầu đất nhá. Tại vì những cái cây này thì nó thuần trong bì này rồi, nên là nó ăn ra đất thế này. Và những cây này thì nó ra quả rất sai anh em. Nói chung là ba cây thì cây nào cũng có quả hết. Trời mòi thì nó dễ quả lắm anh em ạ. Nó đến mùa thì nó ra quả thôi. Thế hôm nay tôi sẽ mang cái ba cây này ra giao lưu với anh em là cùng một ba cây luôn. Thì tôi báo giá luôn với anh em là một cây thì nó hơn 100.000, thì ba cây này thì tôi sẽ giao lưu 450, tôi bao luôn ship cho anh em. Thì một cây nó chỉ hơn 100 một xíu thôi anh em ạ. Mấy cả khi tôi gửi đi thì tôi cũng ví dụ như này này. Những cái cành cây như này thì tôi sẽ cắt ra đi anh em ạ. Bỏ cái đoạn trên đi để cho nó ngắn lại xíu anh em ạ. Chứ nó dài quá thì cũng cái loại này thì nó đã thuần rồi thì nó lên mầm nhanh lắm. Hiện tại về anh em trồng thì anh em không cần quả của nó đâu. Nó đã ra quả thì sang năm nó ra quả. Anh em trồng bật mầm anh em uốn thì sang năm bắt đầu chơi quả được. Loại này nó nhanh nhưng mà đấy, nhiều anh em cứ lấy lẻ lẻ một cây. Bây giờ anh em nói là ba cây như này thì mình nhổ ra kiểu gì, bệ của nó thì nó ngập ở dưới đây anh em này. Phía dưới là những cây này là nhỏ nhưng mà bệ đẹp lắm anh em nhé. Nó có rễ có bệ phía dưới nhá. Trời mòi này mà chơi quả thì nó bền lắm anh em ạ. Bữa tôi cũng đào được một cái lô trò mòi loại lá nhỏ đấy, trò mòi xẻ lá dài đấy, thì đào về cái anh em lấy hết mà anh em dặn nhiều lắm, không còn đâu. Trò mòi này thì cũng bạc còn ba cây này trong một cái bì. Thì anh em nào lấy cứ liên hệ qua Zalo 0364698230 nhé. Hôm nay cuối tuần này thì tôi gửi cho anh em, nhưng ngày mai anh em chốt thì cũng không gửi được nữa rồi. Chốt hôm nay thì hôm nay gửi, còn ngày mai mới chốt thì khi là phải để qua thứ hai anh em ạ. Đầu tuần thì bên bưu điện họ mới làm việc đấy. Rất xanh tốt. Trồng cũng chả có bón phân, sáng này nó khô quá tôi mới tưới này. Vất chả tưới. Vậy mà nó lên khỏe này. Trời mòi là khi mà nó thuần rễ này thì dễ lắm. Gửi luôn cho anh em cả cái bầu này về, anh em cứ tách nó ra trồng là ok. Những cái cành này thì mình có thể là tận dụng này. Đây này, những cái cây này thì cắt giật lại đây luôn này. Lấy hai cái nhánh này. Những cái nhánh dưới nó không có quả hết. Bệ của nó thì nó nằm phía dưới anh em yên tâm. Thì video chia sẻ đây, tạm biệt tất cả anh em nhé.